Anh như vậy đúng không ạ? Giờ á, nhớ tới chuyện hồi tối, Hiền thấy xấu hổ với anh Vũ và bác Quang quá. Quanh nói hoài mà Hiền có chịu sửa đổi đâu. Cứ nghĩ gì á là làm liền, nói liền không à. Mà 10 lần thì sai hết 9 lần rồi, thà được 5 lần á cũng đỡ á. Không hiểu sao á, lúc đó Hiền chẳng nghĩ được chuyện gì khác hết. Cứ nghĩ là phải làm vậy đi, rồi tới đâu hay tới đó. Thì đó, vì Phương biết Hiền sốc nổi bốc đồng nên mới khai thác tối đa. Hiền mà càng phản ứng thì càng vừa lòng dì ấy chứ sao. Kệ bà ta, nhưng Hiền chỉ lo là ba anh Vũ cười vào mặt Hiền và ba Hiền thôi. Bác Quang á thì Quang không có biết, nhưng mà anh Vũ á thì sau chuyện này biết rõ tâm can của Hiền luôn rồi đó. Tâm can gì? Thì một cô nàng ghen chứ sao, chỉ có ghen quá mới mất khôn như vậy thôi. Có thiệt không Quanh? Nếu như mà không ghen á, có việc gì mà Hiền bốc lên như vậy? Hiền còn nhớ lúc ở ban nhạc không, Hiền cũng ghen với mấy fan của ảnh mà Hiền đã gây gổ rồi giận hờn tùm lum, rồi tới nỗi mà bỏ luôn ban nhạc. Bây giờ cũng vì ghen với Phương Ngân á mà đùng đùng dành uống rượu. Tại Hiền tức gì Phương á, cứ nhốt Hiền ở trên lầu chứ bộ. Tôi á mà không biết cô nương nghĩ gì hả? Ghen á thì nó đại là ghen đi, đừng có mà đổ thừa này nọ. Nè anh Vũ á, anh sẽ nghĩ là Hiền ghen hả? Không phải là quanh nghĩ đâu, mà chắc chắn là như vậy luôn á. Hơi chết Hiền rồi anh ơi, giờ em phải làm sao giờ? Thì á Hiền chờ dịp sau đi rồi hả ghen tiếp chứ sao. Trời ơi, người ta đang hối hận muốn chết nè, cứ chọc người ta hoài à. Bây giờ á có người đang khoái thầm trong bụng á, vì biết cô nàng thuộc Hiền thích mình rồi. Nó tầm bậy à. Ai mà Hiền tắt máy vậy? Anh Vũ đúng không? Sao Hiền không nghe máy? Không muốn biết á là anh muốn nói gì hả? Giờ Hiền đang rối lắm, Hiền không muốn nói gì với ảnh hết á. Sao tự nhiên kỳ cục vậy? Giờ Hiền á, Hiền không muốn dính dáng gì tới Lương Vũ hay Lập Quy gì hết á. Giờ anh ấy có là ai đi nữa thì cũng vì người khác mà bỏ Hiền 2 lần rồi. Hiền không muốn nhớ tới anh ấy nữa. Hiền nói chi kỳ vậy? Ảnh với Phan hay là với Ngân có gì đâu mà nói là bỏ Hiền. Tự Hiền làm đùng đùng lên mà. Không biết, Hiền không quan tâm nữa. Hiền không muốn là trò cười cho ai nữa hết. Hôm nay con sao vậy? Công việc có gì không ổn mà. Nè, có cần ba giúp gì không? Con có việc muốn nói với ba, nhưng mà không phải là về công ty. Chuyện ở nhà bác Quyền phải không? Ba đoán được à? Thì chỉ có chuyện nam nữ mới làm cho con bồn chồn như vậy. Ba từng tuổi này rồi, không lẽ ba không biết chuyện đó? Ba có đoán là con muốn nhắc tới ai không? Hôm đó ba có hỏi, con đã nói là không có ý với bé Phương Ngân rồi mà. Nhưng mà con biết ba phản đối Thục Hiền. Ba biết Thục Hiền lanh lợi xinh xắn, hợp ý với con hơn. Nhưng ba thấy tính của con bé bốc đồng nổi loạn quá. Như tối hôm qua đó, ba không biết động cơ nào khiến con bé làm như vậy. Không phải là ba có ý phê phán, nhưng ba thấy nếu mà con chọn bé Phương Ngân thì sẽ an toàn hơn. Nhưng mà con không có chút ấn tượng nào với Phương Ngân hết. Con không thấy mình lại cần an toàn. Con muốn nói là con thích con bé Hiền hơn à? Con yêu cô ấy. Con nghĩ là mình chắc chắn chứ? Mới gặp có mấy lần mà con yêu nhanh vậy? Thực ra con yêu Thục Hiền lâu rồi.
Thục Hiền từng là thành viên trong ban nhạc của con. Khi đó, con chỉ biết cô ấy đang cần công việc và đang đi học, chứ con không hay biết về gia đình hay gia cảnh của cô ấy. Sau đó, cô ấy rút khỏi ban nhạc và tụi con không liên lạc với nhau nữa. Lần đi với ba tới nhà bác Quyền, tụi con mới gặp lại. Và lúc đó con mới biết cô ấy là con gái của bác Quyền. Và sau này con mới biết lúc cô ấy ở ký túc xá là lúc bác Quyền ở nước ngoài. Cô không chịu nổi áp bức của dì Phương, cho nên mới vô ký túc xá ở. Và lúc bác Quyền trở về, cô ấy mới chịu quay về. Có chuyện đó nữa à? Dạ. Vậy thì ra con bé chịu cảnh mẹ kế à? Thảo nào. Thật tình lúc đó con cũng không hiểu vì sao một cô gái rất dễ thương, nhưng mà có nhiều lúc quá sức ngang ngược. Bây giờ biết được phần nào hoàn cảnh gia đình cô ấy thì con mới thấy bất đồng của Hiền là không đáng trách. Nhưng mà con có nghĩ là Thục Hiền có tình cảm với con không? Cũng có vài biểu hiện. Và cho đến tối hôm qua thì con mới biết chắc là có. Và con tin là mình cảm nhận đúng. Con nè, từ đầu đến giờ ai cũng nhắm con với Phương Ngân. Mà ba biết con bé cũng có cảm tình với con, và con cũng đã nói rõ ý định như vậy rồi. Chỗ người lớn với nhau, không biết ba phải làm sao nói với bác Quyền đây. Hơn nữa cô Phương vì chuyện này mà căng thẳng với Thục Hiền, chắc là không dễ bỏ qua đâu. Con cũng đoán như vậy, nhưng mà con không muốn im lặng nữa. Con muốn Thục Hiền biết là con yêu cô ấy. Ba, con hy vọng ba sẽ ủng hộ con. Dù ba không biết rõ về chuyện này lắm, nhưng ba tin tưởng và ủng hộ sự lựa chọn của con. Con đã tìm hiểu kỹ, nhưng cô ấy tránh mặt và không chịu gặp. Cô cũng không chịu nghe điện thoại. Bây giờ con cũng không biết phải làm sao nữa. Con trai, hay là tối thứ bảy này hai ba con mình qua bên đó đi. Ba sẽ tìm cách nói chuyện với bác Quyền về chuyện của con. Ba nghĩ kỳ này nhiệm vụ của ba cũng nặng nề lắm nha. Con cảm ơn ba. Dòng đời thật dài với bao câu chuyện, là hận là thù tính toán lòng lơ. Người vẫn hại người giết chết. Nếu mình không nghe lời bà ta thì mình không tới nỗi thê thảm như vậy. Mình ngu quá. Bây giờ làm sao mà hàn gắn được đây? Phút chốc thay đổi, những ác nghiệp rồi sẽ luân hồi. Như cơn lốc về đây cuốn xoay, anh vô vui. Chẳng tìm ra lối thoát giữa đêm đen. Điều ước gian đơn nhưng sao không thành. Ước ao giấc ngủ ngọt sớm hôm mà đâu thấy. Trượt một thơm ánh sáng phía xa xăm, là lúc yêu thương trong ta ươm mầm. Chỉ khi tim để hận thù đi, đời thôi bao giờ. Ba. Con đi đâu mà tối vậy? Con buồn quá. Con đi nhậu chơi. Nhậu sao không về nhà ngủ mà qua đây? Giờ này khuya rồi, dì với ba con cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Về nhà có ai đâu mà về. Thư bỏ con rồi. Đi đâu thì con cũng phải về nhà chứ. Không lẽ con cứ đi lang thang hoài? Tại gì? Tại vì mà Thư mới bỏ con. Bây giờ con mất hết tất cả rồi. Là lỗi của dì. Dì đền hạnh phúc lại cho con đi. Con nói gì kỳ vậy? Chuyện vợ chồng con mắc gì tới dì mà phải đền? Hồi đó dì giúp con cưới được con Thư, con không cảm ơn dì.
Bây giờ con quay lại trách móc gì là sao? Ba, hôm nay con xin phép ba cho con nói sự thật này, để ba thấy được sự thật về người vợ yêu quý này. Dì đừng nói cái giọng tử tế đó nữa. Hồi đó con mua quà cáp cho dì, dì mới chịu làm mai cho con. Dì có tử tế gì đâu chứ. Nè, con đừng có ăn nói lung tung nha. Ngồi đi. Dì một mặt làm mai, một mặt dì chia rẽ. Dì đâu có ưa dì Thư đâu. Dì mượn tay của tôi nè để hành hạ Thư. Bây giờ tôi mất hết tất cả rồi, dì có mất cái gì đâu. Dì đúng là con rắn độc mà. Con ghen tuông rồi hành hạ con Thư, khiến cho nó chán ghét con, cái đó thì con phải chịu. Tại sao con lại đổ thừa dì? Nếu như dì không dựng chuyện Du Khống Thư á, thì tôi đã không ghen, không đánh đập, không hành hạ Thư. Lúc đó tôi không nhận ra. Bây giờ tôi biết bộ mặt thật của dì rồi. Dì mượn tay tôi để hành hạ Thư chứ gì. Ba, ba cưới người này đó là ba cưới con rắn độc đó ba. Con khuyên ba, ba đừng có đi vào vết xe đổ của con nữa. Coi chừng ba mất hết tất cả vì người đàn bà này đó ba. Con say rồi. Con à, con say rồi. Về nghỉ đi Thái. Anh à. Anh cái gì? Đuổi nó về đi. Đuổi cái gì? Nếu như dì không dựng chuyện Du Khống Thư á, thì tôi đã không ghen, không đánh đập, không hành hạ Thư. Nếu dì không nói ra, nói vô chia rẽ vợ chồng tôi, thì Thư đã không bỏ tôi. Dì là một con rắn độc. Dì ghét Thư nên mượn tay tôi hành hạ cổ chứ gì. Anh đang nghĩ gì vậy? Khuya rồi, anh đừng có thức khuya quá, sáng dậy không nổi đâu. Anh biết em với chị em con Thư không hài lòng về nhau, nhưng em cũng không nên làm như vậy. Anh đang nghe lời thằng Thái phải không? Nó nói lúc say xỉn mà anh để tâm sao? Tại nó không biết cách giữ vợ, rồi bây giờ quay sang đổ thừa em. Em nói thiệt á, từ đó đến giờ em chịu đựng đủ thứ, rồi bây giờ đến chuyện này nữa. Em mệt mỏi lắm. Thôi, khuya rồi, em ngủ đi, đừng nói chuyện này nữa. Con đưa ba tới chỗ chị Thư con đi. Dạ, con đâu biết chỗ của chị đâu ba. Ba cũng không biết số điện thoại của chị luôn. Lần nào cần gặp á, chị cũng đến trường đón con không à. Hoặc á, chị lấy mấy công ty gọi, mà số điện thoại công ty thì con cũng không nhớ nữa. Con đâu có chủ động đi gặp chị đâu, toàn là đợi chị không á. Cái cách con nói chuyện, ba thấy là con không có trung thực chút nào hết. Con giấu ba điều gì phải không? Con... Yên tâm đi. Ba đi tìm chị Thư con để biết cái chỗ ở đàng hoàng hay không, chứ không phải ba tìm để mà ba rầy la chị con. Đừng có giấu, đừng có đề phòng gì hết á. Nhưng mà con... Thôi, ba... đừng có nói nhiều nữa. Dạ, con chào chị ba. Thư. Con về rồi đó. Dạ. Mở cửa vô nhà đi con. Dạ. Dạ, con mời ba vô. Ba ngồi đi. Như vậy mà con ở được sao con? Con đi chợ nấu ăn đó hả? Dạ. Đi làm về đã mệt rồi, còn lo nấu nướng nữa sao chịu nổi? Sao con không chịu ăn cơm tiệm? Ba à, lương của chị chỉ đủ sống thôi, sao mà ăn sang như vậy được? Ừ.
Ba tính rồi. 2 tháng nữa, hết hợp đồng nhà bên quận nhất á, ba lấy cái nhà lại, con về đó ở. Dạ thôi được rồi ba, con ở đây mấy tháng cũng quen rồi, với lại nó cũng gần công ty của con. Đừng có cãi ba. Con có nhà cửa đàng hoàng sao không về ở? Mà tại sao phải sống như thế này? Con tạm thời con ở đỡ đây đi. Vài tháng nữa ba trang hoàng lại nhà cửa rồi con dọn về bên đó ở. Dạ được rồi ba, không cần phải vậy đâu. Lúc con cần thì ba không cho. Giờ con ổn định rồi, con cũng không cần gì ở gia đình mình nữa. Ba cũng không cần phải lo cho con nữa đâu. Con cầm tiền này mua thêm tủ lạnh với máy lạnh đi, chứ nóng nực quá chịu không nổi đâu. Cầm đi con. Dạ. Nè chị, tụi con thuê người nấu ăn đi, chứ con đi làm về mệt rồi, còn nấu ăn nữa chịu sao nổi. Cà phê như cũ ha. Dạ. Anh mà nhìn thấy, chứng kiến cuộc sống của em, anh sẽ thương em nhiều hơn đó. Làm sao anh không hiểu? Em trẻ như vậy nè, mà phải lo cho 2 đứa con riêng của chồng, 1 đứa con riêng của em. Mà quên, còn thêm thằng con rể nữa chứ. Một thằng trí thức, khờ khạo, tin người. Chị hả? Nó thương em không? Con rể của em dễ thương lắm, em nói gì nó cũng nghe hết. Nè, nhưng mà phải có khoảng cách đó nghe chưa? Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Em ghét con Thư, em xúi chồng nó đủ thứ, để nó thay em hành hạ con nhỏ đó. Nhưng mà sao nó nghe lời em để hành hạ vợ nó được chứ? Vậy mới vui chứ. Em nói điều gì nó cũng tin. Thật là em không hiểu nổi, một thằng trí thức mà lại đa nghi dễ sợ. Nó bị ám ảnh và ghen với người yêu cũ của vợ. Nó bị bệnh hết thuốc chữa rồi. Như vậy thì em nên khuyên bảo nó, để cho nó mau hết bệnh đi. Em muốn bệnh của nó càng nặng càng vui. Nó sẽ làm cho con Thư chết vì ấm ức. Vậy mới đã. Ba ơi, chị Thư biểu con đưa lại cho ba nè. Cái con nhỏ này, nó có còn coi ba là ba của nó nữa không? Dạ, con không biết. Nhưng nếu ba coi chỉ là con, thì ba đừng nói gì với dì Phương nha. Dì Phương á, mà biết chỗ ở của chị á, chị dọn đi liền á ba. Ba biết tụi con có ác cảm với dì Phương, ba cũng biết bà ấy cũng làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng mà tụi con cũng bỏ qua cho dì đi. Dù sao thì bà ấy cũng có nhiều cái tốt, cũng là người trong nhà không hòa thuận với nhau, ba buồn lắm. Ba mà cũng biết bà phù thủy quá đáng sao? Lạy trời. Nhưng biết mà kêu bỏ qua cũng như không. Lúc con cần thì ba không cho. Giờ con ổn định rồi, con cũng không cần gì ở gia đình mình nữa. Ba cũng không cần phải lo cho con nữa đâu. Sao anh không ngủ?
Tôi nghe này anh. Khỏe không ông bạn? Tôi khỏe, cảm ơn anh. Có việc gì vui báo cho tôi phải không? Là việc riêng thôi. Tối thứ bảy này á, ba con tôi tính qua anh, cho nên gọi điện trước hỏi anh có tiện không vậy mà. Nhà tôi thì lúc nào cũng đón những người khách quý như cha con của anh. Anh khách sáo quá rồi đó. Vậy là tối thứ bảy này gặp rồi uống với anh nha. Rất hân hạnh. Chào đón cha con anh. Chào anh. Phải anh Quang không anh? Anh Quang đó. Anh hẹn tối thứ bảy cha con anh tới đây chơi. Vậy là lần này chắc chắn cậu Quy để ý con Ngân nhà mình thiệt rồi. Chứ không đâu có nhiệt tình tới lui dữ vậy. Chắc là vậy đó. Nếu như vậy mình phải chuẩn bị chu đáo một chút. Để coi mình phải nấu món gì đại khách. Anh thích em nấu món gì? Em nấu món gì cũng ngon hết á. Làm gì đó con? Đọc truyện nữa hả? Ê dạ. Con làm gì đó? Đưa cuốn truyện đây. Đưa cho mẹ. Ngồi dậy mẹ nói nghe nè. Tối thứ bảy này cậu Huy qua nhà nữa đó. Bác Quang mới gọi điện cho Dượng con đó. Thiệt không mẹ? Không lẽ mẹ gạt con? Bữa đó con nhớ sửa soạn nghe không? Mẹ, sao lần nào mình cũng phải sửa soạn chi vậy? Con để tóc ta như con điên vậy đó hả? Con thấy... Con thấy làm sao bằng mẹ thấy? Cãi hoài à? Là con gái, thời nào cũng vậy. Không biết sửa soạn ăn diện là thiệt thòi. Nhưng mà phải anh Huy qua đây vì con không? Hay là có công việc với Dượng? Thì chỗ người lớn, bác Quang chỉ nói là qua nhà mình chơi. Nhưng mà mình cũng phải hiểu ý tứ của người ta. Nếu có công việc thì hẹn ở văn phòng, chứ qua nhà làm gì? Hơn nữa, con dễ thương, hiền lành như vậy. Không chọn con, không lẽ lại chọn cái con quậy phá kia. Con thấy bữa tối hôm đó nó quậy sao rồi đó. Mẹ đâu có nói thêm bớt gì cho nó đâu. Nhưng mà con chỉ sợ mình hiểu lầm ý người ta. Quê lắm á. Không có lầm gì hết. Con phải biết, nếu không thích mình thì người ta đã im luôn rồi. Đằng này chỉ mới có mấy ngày mà đã muốn qua nhà mình chơi nữa rồi. Vậy mà con còn chưa tự tin hả? Dạ chào chị. Chào anh Quang. Dạ cái này là của gia đình cô gửi chị. Cảm ơn cháu. Khách sáo quá. Anh với cháu tới chơi là hân hạnh lắm rồi. Còn mang quà đến làm gì nữa. Mời anh và cháu vô nhà. Dạ con chào bác. Chào anh. Chào cháu. Ngân, con tiếp bác với anh Huy. Để mày lên lầu mời Dượng xuống. À, hay là anh với cháu Quyên ngồi ngoài vườn cho mát. Hay để tôi vào trong, ngồi đợi ông bạn già tôi xuống cũng được. Vậy, con đưa anh Quy đi dạo ngoài vườn nha. Em mời anh. Dạ. Em mời anh. Mời anh. Dạ cảm ơn anh thì khỏe quá rồi. Có con trai tiếp quản công việc, tôi mới mệt nè. Toàn là con gái không. Lại còn bé Hiền, con gái út của tôi, khó ăn khó dạy, tôi đau hết cả đầu. Tôi thấy con gái của anh, đứa nào cũng dễ thương đó chứ. Tại vì mỗi đứa mỗi tính thôi. Thầy cũng biết vậy. Nhưng mà tính tình con bé này, nó khác với chị nó nhiều lắm. Con trai của anh, chọn con bé Ngân, tôi còn yên tâm. Chứ nếu chọn bé Hiền, chắc tôi bị mệt dài dài. Không đâu anh ơi. Tuổi trẻ bây giờ, cách nghĩ và cách làm
cũng khác mình nhiều lắm. Cho nên mình không áp đặt được đâu anh à. Con gái mình mà không có rèn nó vô khuôn khổ á, thì nó nổi loạn, lại còn mệt nữa. Không có quá nghiêm trọng như anh lo nghĩ đâu. Nếu mà thằng con tôi á chọn cháu Hiền, thực sự thì tôi cũng thấy hoan nghênh nó lắm. Anh không cần phải an ủi tôi như vậy đâu. Thật tình á thì tôi cũng muốn con gái tôi được về nhà anh. Mà thôi, anh cứ để cho thằng Huy con của anh á chọn bé Ngân cho nó an toàn. Còn bé Hiền từ từ tôi dạy lại. Chuyện tình cảm khó nói được lắm anh à. Dạ. Nhưng mà con nó chọn ai á thì tôi với anh cũng là xui gia mà. Con cái bây giờ nó đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Nhìn nè. Chiu. Đúng rồi nha. Chiu. Ố, rớt rồi. Ủa, à, ai vậy? Dì Mười nè con. Ờ, à, dì vào đi dì. Ừ. Có chuyện gì không dì Mười? Có cha con cậu Huy dưới á, dì Mười nói cho con biết, để cho con đừng có xuống dưới ha. Con chịu khó ở trên này nghe con. Con không dại dột làm chuyện đó lần nữa, làm trò cười cho mọi người đó dì Mười. Dì đừng lo cho con. Ờ, con nói vậy thì dì mừng lắm. Nè, lát nữa dì đem đồ ăn lên cho con nha. Dạ thôi, con chưa ăn đâu. Sao vậy? Đợi tối khách về, con xuống ăn cũng được. Đâu có được con. Biết chừng nào khách người ta về mà con đợi. Rồi rủi đói thì sao? À, hay là dì múc cho con chén súp nha, con ăn tạm nha. Ha? Dạ, cũng được. Ừ. Ừ. Anh Huy. Sao hôm nay anh ít nói quá vậy? Thì anh nghe em nói được rồi. Bộ em làm anh chán lắm hả? Sao hôm nay em thấy anh ít cười quá vậy? Không có đâu. Thứ bảy mà em không đi đâu chơi à? Em không có bạn nên không có đi chơi. Vậy chứ ngoài đi học ra em còn đi đâu nữa? Em chỉ đi mua sắm với mẹ thôi à. Mà mẹ bắt em đi á, chứ em cũng không thích lắm. Em có bao giờ đi chung với chị Hiền không? Dạ có. Lúc nhỏ, Dượng hay dẫn em với mấy chị đi mua sắm nè, đi ăn uống nữa. Nhưng mà lần nào về, chị Hiền cũng bị Dượng la hết đó, nên là thôi, không đi nữa. Chắc tại chị Hiền phá lắm hả? Đâu có phá gì đâu. Em không biết nữa. Em chỉ thấy chị Hiền bị Dượng la đến khóc luôn á. Em có nhớ chuyện nào không? Em nhớ là mẹ nói chị Hiền ăn hiếp em nên bị Dượng la đó. Vậy chị Hiền có ăn hiếp em không? Em không biết nữa, nhưng mà mẹ nói vậy mà. Nhưng mà mẹ em dặn là mai mốt đừng có chơi với chị Hiền nhiều, không thôi là nhiễm tính xấu của chị á. Không biết nói hồi nào, nói cái gì mà như quên trời quên đất luôn. Lần nào đến cũng gặp và nói chuyện với nhau như vậy. Chắc là có tình ý với nhau rồi. Thôi, một người như vậy mình đừng có nhớ tới làm gì nữa. Thấy ghét, quên anh ta đi cho dễ sống. Khó cũng phải cố. À, đói bụng chưa? Dì đem thức ăn lên cho con nè. Con ăn đi. Có nhiều món ngon á, con thích lắm á. Con chưa muốn ăn. Dì cứ để đó cho con đi. Bác Hoàng á, có nhắc kêu gọi con xuống đó. Nhưng mà dì nói con bận, không có xuống được. Dì Mười,
Bác Quang còn nhắc con nữa hả? Ừ. Gì? Ba con có nói gì không? Nè, nói cho con biết thôi, chứ đừng có xuống dưới nghe con. Thiệt tình á, vì sợ con xuống dưới á, thấy không vui, rồi làm chuyện này chuyện kia. Ba con không có rầy la gì con hết á. Chỉ nói là hồi trưa xong thấy con bệnh mà giờ bệnh. Con đã nói không xuống là không xuống, dì đừng có lo cho con. Tại con nghe dì nói bác Quang nhắc con, nên con muốn hỏi dì, sợ ba con la thôi. Con nói vậy thì dì yên tâm rồi. Nè, con, ăn đi con để cho nó nóng nè. Dì xuống dưới nghe. Nhớ dạ. Ăn nghe con, nghe không? Sao bác Quang nhắc mình vậy ta? Lần trước mình quậy như vậy mà bác không ghét mình sao? Vậy mà mình tưởng bác sẽ chê cười mình chứ. Còn cái bà phù thủy kia nữa, không có mình chắc là khoái chí lắm rồi, nhưng chắc cũng muốn mình làm trò cười cho thiên hạ coi chứ gì. Lần này tôi không có dạy dột quậy cho bà khoái nữa đâu. Mẹ có vẻ bảo bọc Ngân kỹ quá. Ngân có thích như vậy không? Nhiều khi em cũng không muốn đâu, nhưng mà em không dám cãi mẹ. Mẹ nói em khờ quá, không có khôn lanh như người ta. Anh Huy, anh có thấy em khờ như mẹ nói không? Anh thấy Ngân dễ thương và ngoan hơn nhiều chứ không có khờ. Sao kỳ vậy ta? Sao mẹ cứ nói là em khờ hoài à? Chắc tại vì mẹ thích Ngân giống như mẹ hơn. Ngân có thích mình giống như mẹ không? Em không biết nữa, nhưng mà chắc em không muốn giống mẹ đâu. Ngân có cảm thấy mình bị thiệt thòi vậy so với chị Hiền không? Em nghĩ á, chị Hiền không có mẹ nên chị Hiền thiệt thòi hơn em. Nên dù mẹ không muốn, em vẫn thương chị Hiền. Ủa, còn bé Hiền nhà anh đâu, sao chưa thấy xuống anh? Dạ, bé Hiền đang mệt nên không xuống được. Hồi trưa nay anh thấy nó bình thường mà, giờ sao lại bệnh? Nó bệnh sao vậy em? Để lát dì Mười mang súp và thuốc lên cho con. Không sao đâu anh. Bây giờ xin mời cả nhà. Dạ xin mời. Dạ xin mời. Mời anh, mời cháu. Mời cháu. Dì Mười. Hiền bệnh sao vậy dì Mười? Cổ có bệnh gì đâu, tại bà Phương không cho cổ xuống. À, dì Mười, dì đưa cái này cho Thục Hiền giùm con nha. Ừ. Đừng cho ai biết nha. Ừ, để lát nữa làm xong rồi dì mang lên cho cổ. Dạ. Dì biết mà, không có nói với ai đâu. Dạ, con cảm ơn dì. Ừ. Ai đó? Dì Mười đây. Dì vô đi. Ừ. Trời ơi, sao mâm cơm còn nguyên vậy nè? Con không ăn miếng nào hết trơn á Hiền. Của cậu Huy, nhờ dì đưa cho con nè. Ủa? Em xuống đây nha. Ủa, dì Mười, anh Huy gửi thư cho con thiệt hả? Ừ, thiệt chứ sao không. Cứ đọc đi rồi biết. Ờ, dạ. Dì á, không biết gì nhiều, nhưng dì thấy cậu Huy này á, cậu quan tâm tới con lắm đó. Cái bữa mà con uống rượu say đó, cậu cũng hỏi thăm con đó. Ảnh cười con hả gì? Ừ, bậy nè. Cậu sợ con bị say rượu rồi mệt, chứ có cười gì đâu. Hiền nè. Dạ. Đọc thư rồi, ăn miếng cơm đi nha con. Ăn miếng dạ. Đi. Thôi, dì xuống dưới dọn dẹp, lát nữa dì lên dì dọn nha. Dạ.
Anh có nhiều chuyện cần gặp em. Anh sẽ tìm gặp em ở trường. Anh Quy. Huy ơi, Huy ơi. Ngân. Mẹ. Hồi nãy nói chuyện vui không con? Dạ vui. Con có nhớ lời mẹ dặn không đó? Dạ có. Kể mẹ nghe coi. Lần này Huy có khen gì con nữa không? Dạ có. Anh Huy khen con thật thà, dễ thương, ngoan nữa. Vậy là nó thích con thiệt rồi. Con thấy mẹ nói đúng chưa? Có khen con là bữa nay đẹp hơn không? Con không nhớ nữa. Vậy là không có rồi. Chắc là tại con mặc cái đầm này không được nổi bật lắm nè. Mai mốt mẹ sẽ mua cho con áo đầm khác đẹp hơn cái này. Thôi, mẹ lựa đầm cho con toàn là đồ diêm vúa không à. Con mặc không được đâu. Không có được cãi mẹ. Người đẹp nhờ lụa. Con cứ nghe lời mẹ đi. Con càng đẹp thì cậu ấy càng muốn tỏ tình với con hơn. Biết chưa? Mẹ nói nè, khi nói chuyện mình phải tỏ vẻ e lệ, mắc cỡ, dịu dàng. Đa số đàn ông con trai đều chết vì con gái dịu dàng, nhẹ nhàng giống như con. Dì Mười. Dạ. Con Hiền nó còn ở trên lầu hả? Dạ, cô ở trên phòng á. Tôi dặn trước, người ta đến nhà không thấy thì lịch sự hỏi cho có vậy thôi. Cho nên mình không cần phải làm theo. Chừng nào ông nhà tôi kêu thì hẳn tính. Hồi nãy dì lên phòng thấy con Hiền đang làm gì? Dạ, tôi thấy cô đang ngồi học á. Nó có đòi xuống dưới nhà không? Không có. Nghe tôi nói có khách rồi á thì cô không hỏi gì hết. Vậy là biết thân rồi đó. Kỳ chú, sao chú không để con tự giác? Có gì đâu, sao con không đi xe hơi cho khỏe? À, thôi, con tự đi xe cũng được. À, xe để cho dì và Ngân đi, con cảm ơn chú. À, thưa dì, con đi học. Ngân, dì đi trước nha. Dạ. Bye bye. Mẹ ơi, nắng quá à. Mình đi xe hơi mà con lo cái gì? Chà, Thư có vẻ tình cảm quá ha. Có mấy câu nói tình cảm cái gì? Thì tình cảm ẩn trong mấy câu này nè. Giờ sao? Chị gặp ảnh chưa? Theo quên á, thì anh Quy muốn gặp Hiền để chi giờ? Thì để hỏi thăm coi Hiền còn yêu ảnh không? Tầm bậy à. Yêu hồi nào mà nói vậy chứ. Giấu gì nữa mà giấu. Ổng yêu mà nó khùng lên như vậy hả? Nếu vậy hả thì khỏi cần gặp. Mắc cần quanh chọc Hiền thôi. Chứ quanh nghĩ á thì đừng có tránh ảnh nữa. Quanh đoán chắc á là anh muốn xin lỗi hay giải thích cái gì đó. Quanh nghĩ có cần phải vậy không ta? Quanh nghĩ á là anh cũng phải quan tâm Hiền lắm, cho nên á mới 5 lần 7 lượt đi tìm Hiền. Biết đâu ảnh gặp Hiền để nói ảnh thương Hiền từ lúc mà mẹ mang trong lòng thì sao? Nói ai á chứ cái ông đó thì ảnh dám đâu. Nhưng mà Hiền tin quanh đi, đừng có tránh mặt hoài nữa. Dì thì dì cũng phải gặp mặt nhau chứ. Lúc đó muốn ghét hay là muốn dứt khoát cái gì đó cũng đâu có muộn đâu. Như vậy á
Ý của anh là muốn Hiền gặp ảnh hả? Hỏi hoài à. Nè. Thưa mẹ con vô trường. Chú chở tôi đến spa như mọi khi. Dạ. Nhìn gì? Ê. Ừ? Bà biết bà làm được. Được chứ. Cứ mạnh dạn là gặp ảnh đi. Ảnh có ăn thịt Hiền đâu mà Hiền sợ như vậy chứ. Có gì Quỳnh đền cho. Chỉ sợ anh ta không ăn thịt mà ảnh đem chuyện xấu của Hiền ra nói thì Quỳnh chết rồi. Ảnh không thể nổi bất lịch sự vậy đâu. Thôi lại đẳng đi. Con đi lấy xe à. Đi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Nói luôn đi. Lâu không gặp, em khỏe không? Gì mà lâu chứ, gặp nhau hoài mà. Tôi khỏe, cảm ơn. Ủa, mà gặp tôi, anh chỉ hỏi về sức khỏe thôi hả? Hôm đó, anh thấy em uống nhiều rượu quá. Nè, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa nha. Mọi người cũng uống mà, nên tôi cũng uống chứ sao, có gì lạ? Chuyện con gái uống rượu thì có gì đâu. Em uống vậy là ít đó. Có cô, còn uống mấy chai nữa kìa. Em uống như đó nhầm nhò gì? Anh gặp tôi là để chỉ trích đó hả? Lâu rồi không gặp. Anh muốn hai đứa mình nói chuyện nghiêm túc và thiện chí. Em đừng có gai góc với anh nữa. Em lên xe đi. Nhưng mà đi đâu? Đến một nơi rất quen thuộc. Một lát nữa, em sẽ biết.